Thì mối tình đó kéo dài khoảng tầm 5 năm là tiền để hôn nhân. Nhưng mà ở quê ngày xưa thì cũng thứ nhất là cũng có quan điểm về cái tuổi tác. Ai vì... coi, em đi coi hay ba mẹ em đi coi? Dạ, hai đứa em cùng đi coi ạ. À, hai đứa em đi coi? Dạ. Rồi không hợp là tự nhiên hai đứa chia tay luôn? Dạ, về hai đứa thấy cũng buồn buồn thì em sợ, nhưng mà bạn có nói là thì ông thầy bói ông nói nếu mà cưới về thì gia đình hạnh phúc, ví dụ mình không bị gì thì để con ra nó bị này bị kia thì thôi sợ quá cũng dừng lại luôn. Bởi vì ta nói thà không coi, cái tâm lý tự nhiên ông thầy bói ông phán chân câu cho gia đình. Dạ. Hai em lấy nhau tự nhiên có người chết tao dám lấy. Dạ. Đúng không? Mình không. Dạ. Chết thì con chết cho nên thà em mình đừng có nghe. Dạ. Chưa chắc điều đó là sự thật đâu. Dạ. Em thì... cho nên là lần sau đừng có coi nữa. Dạ bây giờ là không coi nữa, bây giờ thấy hợp là cưới luôn, không đúng. Coi nữa. Không để mọi người chờ đợi lâu nữa, bởi vì chàng trai trong buổi hẹn hò ngày hôm nay đã đang rất là sốt ruột rồi. Đúng vậy không em? Dạ đúng rồi chị. Bây giờ em đợi nha. Dạ. 30 giây nữa thôi Tường sẽ đưa người bạn gái hẹn hò với em ngày hôm nay vào. Dạ. Nha. Dạ dạ em cảm ơn chị. Rồi em vô kinh. Bước lên cái này. Rồi tới rồi. Ngồi vô ghế đi. Rồi xây vô, xây chân vô bàn. Bây giờ thì cô gái của chúng ta đã xuất hiện rồi. Hai bạn được quyền mở mặt nạ ra. Hello cưng. Dạ em xin chào chị Cát Tường, xin chào bạn gái ở bên kia. Xin chào tất cả mọi người, em tên là Dương Quốc Hữu. Năm nay em 36 tuổi, sinh ra tại Huế. Hiện tại thì em đang sinh sống tại Đắk Lắk. Hữu đang làm công việc gì? Dạ hiện tại em đang làm công việc tự do, chăm sóc cà phê và hồ tiêu. Đang trồng hay sao? Dạ. Trồng và thu hoạch hay sao? Dạ bây giờ trồng toàn bộ thu hoạch và từ mình sản xuất ra luôn ạ. À sản xuất luôn. Dạ. Thu về rồi mình làm các sản phẩm thì mình nhập lại đại lý thôi. Vườn rộng không? Được bao nhiêu? Dạ, vườn của em được hơn 2 ha chị. Em biết 2 hectare là rộng bao nhiêu không? 2.000 mét. 2.000 mét hả? Dạ 20.000 mét. 20.000 mét. Nhiều hơn 20.000 mét. 20.000 mét. Có thấy cái vườn cà phê lần nào chưa? Rồi bây giờ mình giới thiệu về bản thân mình cho anh Hữu bên này nghe ha. Em chào chị Cát Tường, em chào anh Hữu và em chào khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản hẹn ăn trưa. Em là Lê Uyên Thanh Nhà, năm nay em 34 tuổi, hiện tại là em là hiệu trưởng của trường mầm non Tư Thục. Hiệu trưởng trường mầm non? Trời ơi, ghê. Dạ, chị. Tư Thục thôi chị. À, mầm non Tư Thục. Trường mình lớn không? Dạ, cũng nhỏ nhỏ. Ráng ráng đi ha. Dạ. Người 36, người 34 là tuổi này cũng phải nhanh lẹ đẻ mới kịp nha. Dạ. Đẻ xong rồi gửi vô trường Tư Thục bên đây luôn ha. Dạ. Rồi bây giờ là em đang sống ở đâu? Dạ em đang ở quận 10, nhà em ở thành phố Hồ Chí Minh. Ở thành phố Hồ Chí Minh. À mình đang sống với ai? Dạ em sống với lại gia đình lớn của em. Đây à, điểm mạnh điểm yếu của Hữu trong công việc là gì? Thì em là một người luôn luôn là phấn đấu, cố gắng, sống rất là tình cảm, để quan tâm đến gia đình. Nhà mình đông anh chị em không? Dạ nhà em có 8 anh chị em nhưng mà tất cả thì có gia đình riêng và cuộc sống riêng, là chị mình em là con trai út. Bố mẹ vẫn khỏe? Dạ bố mẹ em thì 70 tuổi rồi đâu có làm được nữa. Bây giờ em làm cho bố mẹ thì không, bây giờ em đi, làm thôi. Dạ, tất cả những công việc ngoài đồng thì em làm hết, nhưng mà đó chủ yếu là em cố gắng để làm công việc bố mẹ thôi, chứ còn em có định hướng là nếu mà sau này em lập gia đình thì em cũng kinh doanh hay gì đó. Mình có tính trước là cái gì chưa? Em đam mê về cái gì chưa? Gia đình em thì đất cũng nhiều, ở nhà mình ở thì mặt tiền nó cũng rộng, nó nằm trên đường lộ nữa. Thì em cũng dự định là nếu mà lập gia đình thì tìm công việc để cho vợ buôn bán phụ thêm, rồi em cũng vừa làm bên cho bố mẹ là cũng buôn bán bên này vậy á. Rồi những khuyết điểm của em là gì? Dạ khuyết điểm của em thì em có chút hơi nóng tính và cũng có nhiều lúc cũng hơi vội vàng, chưa biết đó là nó sẽ thành công hay là thất bại, nhưng mà em đã quyết định làm em phải làm cho bằng được. Hơi vội vàng trong những cái quyết định. Dạ. Và đã từng có thất bại chưa? Dạ thất bại thì cũng có rồi, nhưng mà theo như em thì sau những cái thất bại đó thì nó sẽ cho em trưởng thành hơn và em sẽ cố gắng rút ra kinh nghiệm được nhiều hơn. Rồi thất bại là mẹ của thành công ha. Dạ. Rồi còn thấy nhà thì sao, em có những cái điểm mạnh điểm yếu gì? Em thích nấu ăn, em có hay quay những cái clip nấu ăn của em lại. Em cũng có thể em thích là điện sau này có bạn cùng với em á, không có sở thích có thể là em quay phim hay là gì đó, em đi ăn hay em chụp hình gì đó thì đừng có la em cái vụ là hay cúng Facebook hay cúng gì, thật sự ra em chỉ là lưu lại cho em thôi. Không sao đâu, chị kêu ảnh là phải hỗ trợ em, ví dụ em ngồi ăn thì ảnh lấy máy ảnh quay giùm cho em. Dạ. Có người quay cho mình đẹp hơn mình tự quay. Dạ. Đúng không? Dạ, được không rồi. Em? Dạ được ạ. Chụp hình cho cổ, quay phim giùm cho cổ được không? Dạ được. Đó, những lời sở thích của em cũng em thích, thích chụp hình lắm, cho nên hả? Các bạn mà cùng thích với em mà phải cũng có sở thích cùng đam mê để chụp hình, chứ nhiều khi mình chụp hình nhiều quá cái người ta kêu hả trời suốt ngày có lo chụp hình.
mà không có chụp hình thì không có lưu lại được kỷ niệm. Chụp hình là cũng đúng, nhưng mà cũng đừng có bỏ người xung quanh. Tại vì đôi lúc mình đi cái đi tới đâu mà mình không lo chơi, không lo ngắm cảnh, không lo tâm sự, không lo trò chuyện. Mình cứ suốt ngày mình cứ lo chụp hình với check in Facebook không. Em làm thì... nhanh lắm chị. Nhanh thì được. Giống như chị Tường cũng vậy. Yeah. Đi du lịch tới đi tới nơi nào đó là nhiệm vụ trước tiên là phải chụp quay lại cái xong rồi. Nhưng mình cũng phải dành thời gian để mình trải nghiệm cái nơi mà mình đến. Chứ nếu mình cứ chăm chăm vô cái máy điện thoại không á thì mình sẽ không có thời gian để mình hưởng thụ những cái khoảnh khắc đó cùng với cái người yêu thương của mình. Dạ. Mình có khuyết điểm gì không? Dạ cũng có. Nói chung là khuyết điểm của em là em thẳng tính quá, em không có màu mè hoa lá, cho nên mấy bạn trai không có thích những bạn nữ như vậy. Nhưng thật ra là mình chưa gặp được đúng cái người cùng cái gu của mình nha em. Dạ. Đừng có bi quan nha. Về tình trường thì sao? Dạ tình trường thì em có hai mối tình chính thức. Hồi em mới lớn thì em có yêu một bạn ở gần nhà. Thì mối tình đó kéo dài khoảng tầm 5 năm là tiền tới hôn nhân. Nhưng mà ở quê ngày xưa thì cũng thứ nhất là cũng có quan điểm về cái tuổi tác. Cái tuổi tác nó không hợp. Người ta nói nếu mà hai người đến với nhau thì về sống là không hạnh phúc. Ai vì... coi? Em đi coi hay ba mẹ em đi coi? Dạ, hai đứa em cùng đi coi ạ. À, hai đứa em đi coi? Dạ. Rồi không hợp là tự nhiên hai đứa chia tay luôn? Dạ, về hai đứa thấy cũng buồn buồn thì em không sợ, nhưng mà bạn đó nói là vì ông thầy bói ông nói nếu mà cưới về thì gia đình hạnh phúc, ví dụ mình không bị gì thì đẻ con ra nó bị này bị kia thì thôi sợ quá cũng dừng lại luôn. Bởi vì ta nói thà không coi. Cái tâm lý tự nhiên ông thầy bói ông phán chân câu cho gia đình. Hai em lấy nhau tự nhiên có người chết tao dám lấy. Dạ. Đúng không? Mình không chết thì con chết cho nên em mình đừng có nghe. Dạ. Chưa chắc điều đó là sự thật đâu. Dạ. Em thì... cho nên là lần sau đừng có coi nữa. Dạ bây giờ là không coi nữa, bây giờ thấy hợp là cưới là không. Đúng. Coi nữa. Cái chuyện hạnh phúc hay không là do hai vợ chồng mình vun vén mỗi ngày chứ. Dạ. Đừng có bị phụ thuộc cái đám cưới của mình mà phụ thuộc do ông thầy bói. Dạ. Vậy mối tình thứ hai. Dạ mối tình thứ hai thì khi em chia tay mối tình đó thì em lại đi học bên tài xế, thì em chạy xe thì em có quen một người nữa, thì yêu được khoảng tầm một năm. Thì cũng vì cách trở công việc ít khi gặp nhau nữa thì xa dần thôi, cuối cùng em chia tay. Đến bây giờ em không có tìm hiểu thêm một mối tình nào cả. Ngày đó đến bây giờ là bao lâu rồi? Dạ, ngay đó là năm 2012. 7 năm rồi. Dạ. Không có mối tình thật nào hết. Thật sự em cảm thấy trải qua hai cái mối tình rồi em thấy nó mệt mỏi, em cũng chưa có xác định hướng là để lập gia đình sớm nữa. Thật sự trước giờ em chưa có cái định hướng là lập gia đình. Em nghĩ mình còn trẻ phải cố gắng làm và học hỏi. Dạ, 37 là hết trẻ rồi nha, hơn. Dạ. Nửa đời người rồi nha. Dạ. Khi mà em đăng ký cái chương trình đó thì em cảm thấy mình đã đủ mạnh, đủ lớn, đủ tự tin và đã sẵn sàng để bước vào cái cuộc hôn nhân. Thì dạ. Em đăng ký. Thế còn em, tình trường mình như thế nào? Em cũng có hai mối tình. Nhưng mà mối tình của em không có kéo dài như ảnh đâu. Mối tình của em thì có khoảng từng một năm thôi. Quen nhau hồi sinh viên á. Mà hồi xưa là quen qua Yahoo Messenger. À. Xong rồi không có gặp mặt. Mà lúc mà bạn nó đi hợp tác lao động bên Nhật á. Xong rồi bạn nó đi 3 năm thì hai đứa cũng viết thư qua lại. Ngày xưa là sinh viên á. Ở trên ký túc xá là có gửi thư tay về, thì em rất là quý cái phần đó. Nói chung là cái kỷ niệm rất là đẹp, thơ mộng lắm. Khi mà anh ấy quay về thì trời ơi, nói chung là mình theo dệt lên 10 thì mình vỡ mộng một cái. Có nghĩa là suốt 3 năm anh nói đi thì vẫn liên lạc. Dạ. Nhưng mà khi anh nó về lại Việt Nam thì vỡ mộng. Dạ, tại vì gặp nhau thì mới biết là bạn này tính rất là trẻ con. Nó làm cái gì thì cũng ghen tuông hết á. Chơi với bạn thân thôi, trong nhóm bạn thân với bạn gái thôi mà cũng không có chịu nữa. Cho nên em thấy không hợp nên em chia tay. Chia tay. Dạ. Mối tình thứ hai. Mối tình thứ hai thì anh này ngược lại cho anh kia. Già dặn gia trưởng, quan tâm quá nhiều. Đi đâu làm gì là lợi nhà rước, xong đi đó đợi, xong là tới giờ đó. Ủa anh nó rảnh quá vậy, anh không có đi làm gì hết trơn hả? Dạ anh có đi làm, nhưng mà ví dụ như cái giờ, ví dụ em đi học á, em đi thi cái gì đó là đợi em, là chở em về, em không có thời gian em giao lưu với ai nữa hết. Cái thương em mà ta mới vậy. Không, bây giờ kiếm cái người giống vậy là cũng hiếm lắm á. Nhưng mà đó, em bị thay đổi cái tính chất của em đi. Em không có được cái tự do của em. Ví dụ như là người đó thích em mặc cái gì đó là cứ theo cái ý thích của ảnh thôi. Mà em mặc vô thì em thấy không có thoải mái hay là anh mua quần áo tặng em mà tặng. Dạ. Theo cái ý của ảnh chứ không theo cái ý của mình. Dạ. Nói chung là sở thích của mình thì lại không được quan tâm, chỉ theo cái ý của ảnh thôi. Rồi cuối cùng chia tay. Dạ chia tay. Thấy phụ nữ cũng khó lắm, mình thấy không? Dạ, không quan tâm á cũng không được. Dạ. Mà quan tâm nhiều quá đó cũng không được. Dạ. Thì bây giờ cổ muốn nếu mà qua nghe hai mối tình thì mình đúc kết lại là cô ấy muốn quan tâm nhưng mà phải quan tâm theo cái ý của cổ. Dạ. Chứ mình quan tâm đúng theo ý mình đúng là mức. Không được. Dạ. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dạ em muốn một người bạn gái đó là vui vẻ, hòa đồng, cởi mở, mạnh mẽ, tự tin và có sống tự lập. Nãy giờ thấy là bên đây có đủ rồi đó. Dạ. Sạch sẽ. Sạch sẽ. Sạch. Em thì không phải là quá sạch nhưng mà gọi là cũng khá sạch và gọn gàng. Dạ, ngoài hình thì em muốn người đó cao tầm khoảng 1m55 trở lên ạ. Nặng thì tầm khoảng 100 kg. Gì?
Dạ chưa chị, trăm kỷ chia đôi đó. Trời, hết hồn chứ. Dạ. Em thích mọi người như thế nào? Mình lì chút. Man, anh này man. Đẹp trai, rắn chắc, khỏe mạnh. Dạ. Trung tình. Cái đó thì em phải kiểm tra chứ chị không biết. Quan tâm một chút nhưng mà đừng quan tâm quá. Nói chung là fit của hai cái bạn trai cũ. Cô cũng khó tính lắm nè, 36 tuổi rồi nha. Dạ, em 34. À, 34 rồi, anh này 36. 34 là tuổi gì em? À, coi tuổi nữa, tôi nói không có coi tuổi. Không tuổi gì? Em là sinh năm 85 nhưng mà tuổi em là tuổi Tý. Tuổi Tý là đầu năm. Tuổi Tý thì được, chứ anh tưởng tuổi tuổi Sửu là... Em tuổi Tuất. Tý Tuất đâu có gì đâu. Dạ. Không có kỳ gì hết. Được, hợp. Chó chuột trong nhà nhiều lắm, chơi chung nhau được mà. Em thích mẫu đàn ông mà biết hát hò hay là gì đó. Em hát không có hay nhưng mà em dễ siêu lòng những bạn mà bạn nam có cái tài năng như vậy. Rồi, không đam mê lắm nhưng mà nếu hát thì em vẫn hát được. Điểm mạnh của em là em biết chơi nhiều cái môn thể thao thôi. Chơi môn gì? Dạ trong đó bóng đá, bóng chuyền, nói chung là rất nhiều món nhưng mà em biết chơi bình thường. Nhưng mà có một cái món em chơi rất là giỏi đó là bắn súng á. Bắn súng? Bắn súng? Dạ. Bắn cái gì? Em hồi xưa em đi bên chỗ dân quân tự vệ á, thì cứ hàng năm là bên huyện về tổ chức cho mình bắn đạn thật để mình thử á. Thì qua hai lần em bắn thì em đạt cái số điểm là rất cao, vượt quá chỉ tiêu của bên đưa ra. Chừng là anh này có rất là khỏe, rất là chắc, rất là men đó. Hai người có đem hình theo không? Coi. Tao đưa hình em chị coi coi. Trời ơi, hình gì nuôi người làm sao mà người ta tìm ra. Trời ơi, tôi ngồi nhìn vậy mà tôi còn tìm chưa ra nữa nè. Vậy mà em tìm ra được là mới hay đó chị, khi đó mới coi duyên. Này em tìm đi, có hai sự lựa chọn cho em thôi em à. Đúng mới hay á. Chị ngồi đây chị còn nhìn chưa ra ai là cổ luôn á. Giờ nhìn không ra luôn cái nào mà. Chẳng lẽ là đây à? Cho ảnh vài gợi ý đi em. Em là người trung tâm của hình. Trung hay tâm cười hình. Hay cười. À em hay cười. Trung tâm của hình thì em đang gặm cái bánh mì. Tâm... so sánh nhiều mấy tấm hình nha. Yeah. Bên này dễ ẹt có hai người à mà còn suy nghĩ lâu quá vậy. Cảm nhận rồi mình thích anh nào mình chỉ đại anh đó đi chứ bây giờ khó lắm. Rồi chưa? Nhanh nhanh! Đâu? Nếu mà về cười thì chắc em tròn tấm này cũng cười đi. Cô này đúng không? Dạ. Cô này? Ủa cô này trong tấm này là cô nào? Mình thì em... Cổ phải có hết trong tất cả các tấm này. Bởi vì cái ông này không dạ, có sâu sắc. Chọn cô này. Cô này rồi vô tấm này là cô nào? Vô cô này. Phải không? Sao nó trớt quớt vậy? Hay cười thì chỉ có cô này hay cười, cô này cũng cười. Thì cô này không đeo mắt kiến. Bên này không đeo mắt kiến. Thì cô này lên cũng đâu phải cô nào đâu. Cô này. Thì cô này với cô này đều tóc ngắn giống nhau mà. Cũng hay sao cười. Sao tóc dài mà đi chọn cô tóc dạ, ngắn? Dạ không phải em chọn tóc ngắn mà em nghe nói vậy cho nên em... Cô này thì lấy cô nào? Thôi em chọn cô này đi. Cô này phải không? Chắc chưa? Để tôi coi. Cô này. Cô này trong hình này là cô nào? Coi tấm khác thì xem tấm sao. Khác, tấm khác coi xem ba tấm mới biết được. Cô này là cô nào? Em dễ chọn. Rất là vất vả. Gì đâu vất vả. Thôi mệt quá hết thời gian. Nhanh. Dạ thôi. Giờ em chọn cô này. Cô này lên cô này. Rồi chốt nha. Khỏi nói nhiều. Rồi em chọn chưa? Chọn chưa? Em nghĩ là anh này. Mà chắc em nghĩ là anh này. Có một cái anh một thôi. Giờ anh nào em thích anh nào? Anh này đi. Anh này đúng không? Rồi bây giờ các bạn hãy nhìn hình và hãy kiểm tra. Xin mời các bạn hãy chiêm ngưỡng dung nhan của nhau khi cánh cửa trái tim này mở ra, kiểm tra lại xem là sự lựa chọn của mình có đúng hay không nha. 1, 2, 3. Trời ơi. Rồi. Đóng quà để tặng em. Em cảm ơn anh. Em cũng tặng lại. Cảm ơn em ạ. Sao? Đúng không? Đúng không? Dạ đúng ạ. Đúng rồi mà đúng. Hình đây. Đúng tầm bay tầm bạ thì hỏi cổ coi. Chọn em hình này mà nói đúng nè. Dạ không. Thật sự anh nhìn em mà còn chưa ra. Anh nhìn em ở ngoài xinh đẹp hơn không nhiều cho nên anh cũng không tưởng được. Vậy thì cô này thôi. Đúng rồi. Tại vì cô này là qua tấm hình này là cô này nè. À thì em có chị cô này lên cô này rồi chị không chịu khỏe. Em chị cô này lên cô này mà chị... Sai. Dạ, cô sai. Này là lên cô này. Thì em chọn một cô là được rồi. Nhưng mà em chọn sai rồi. Em thì có một hình thì bạn gái bên kia dễ chọn hơn. Em chọn anh đúng không em? Giờ nhìn hình đó là nhìn ngoài em cũng không thấy giống. Nhưng mà chắc là anh áo vest. Thì em chọn đúng.
À, được rồi, hình ảnh bỏ qua bên đi. Bây giờ tôi sẽ mời hai bạn thưởng thức một cái món ăn trưa mà chương trình đã chuẩn bị cho hai bạn. Món mì Ý spaghetti nha. Rồi bây giờ Tường chào hai bạn nha. Tâm sự với nhau. Vài phút nữa Tường quay lại. Em cảm ơn chị. Anh chào em. Dạ. Em nhìn thấy anh sao ạ? Khác trong hình chút. Anh thấy em rất xinh, thật sự anh có ấn tượng về em. Dạ. Anh đang ở đâu vậy? Anh đang ở Đắk Lắk em, nhưng mà thỉnh thoảng anh vào Sài Gòn làm. Vậy là bây giờ anh ở Đắk Lắk, anh không ở Sài Gòn. Khi nào bố mẹ ngoài mà có việc á thì anh phải về phụ cho bố mẹ. Khi mà hết việc thì anh lại vào Sài Gòn để làm phụ thêm em. Anh làm ở bên chỗ xây dựng, bên chỗ phân sắt á, mình đi làm mái rồi đó. Vậy nếu mà gặp em thì anh sẽ làm sao? Nếu mà gặp em hẹn hò thì anh sẽ sắp xếp công việc, ví dụ ngoài đó là anh làm tầm trong vòng nửa tháng hoặc là bao nhiêu đấy là xong thôi thì anh lại vào đây làm. Nhưng mà anh có hay vô Sài Gòn không? Có, hầu như anh ở Sài Gòn là nhiều hơn ở Đắk Lắk em. Chỉ có những cái mùa mà thu hoạch thì anh về phụ giúp bố mẹ. Bình thường thì anh kêu người làm xong việc là anh lại đi. Rồi hiện tại em ở với ai em? Em ở với lại gia đình. Vậy là nếu mà cưới nhau là em ở đây đúng không? Đúng rồi. Quan điểm của anh là bây giờ cái thời đại này thì không kể lại dâu hay rể gì cả. Thì anh nghĩ rằng nếu mà cái công việc của em đang ổn định, nó có cái sự nghiệp ổn định, nếu mà cảm thấy lo lắng cho gia đình được thì anh còn đồng ý, thì có anh còn cố gắng làm thêm công việc của anh. Nhưng mà anh chịu lên thành phố nữa thì anh cũng sắp xếp lên ở với em cũng được, thì anh sẽ kiếm công việc của anh. Nhưng mà quan trọng em có ngại về công việc của anh, ví dụ em là bên ngành giáo viên em thích công chức này kia, anh lao động thì em phù hợp với em không? Tùy theo anh như thế nào nữa, công việc nếu mà chịu khó lao động thì nó khác. Nói về công việc thì anh là một người rất là đam mê công việc phát triển kinh tế. Mà đặc biệt của anh, điểm mạnh của anh đó là anh một người rất quý trọng tình yêu với gia đình. Nếu mà hợp thì anh có thể công việc đấy anh để lại cho anh em ở cùng bố mẹ phụ giúp anh vào đấy thì cũng được. Anh hỏi em về cái quan niệm yêu và sau này mà tiến đến hôn nhân thì theo anh em nghĩ thế nào là để có một cái gia đình nó trọn vẹn và hạnh phúc? Mình phải làm sao cho nó được hoàn hảo hơn. Có những cái mà mình cảm thấy là nó chưa tốt thì mình nên góp ý. Và cái sự góp ý đó mình phải lắng nghe. Chứ mình không phải là vì cái tôi của mình quá cao rồi mình sẽ... Anh là người luôn luôn biết lắng nghe và những cái gì đúng thì anh sẽ chấp nhận. Mà mình muốn đi đến một cái hướng gọi là hạnh phúc thì anh... Sao rồi? Tâm sự được nhiều chưa? Dạ thì cũng mấy ít ít chị ơi, muốn nhiều hơn nữa. Thực sự rất vui là khi được ăn cùng với em. Thì anh hy vọng sau cái chương trình này và mãi mãi sau này hai đứa mình định bữa ăn lúc nào cũng được, ăn cùng với nhau. Bây giờ chị Tường sẽ có một cái trò chơi nho nhỏ dành tặng cho hai bạn ha. Bây giờ trên tay của Tường là có một cái sắp bài như thế này, trong này nó có những yêu cầu của chương trình đưa ra. Dạ. Mình bóc cái lá bài đó lên. Dạ. Thì mình có quyền yêu cầu đối phương hoặc là bản thân mình sẽ thực hiện cái yêu cầu trong này. Ai muốn bóc trước? Em nhường bạn gái chưa? Nhường bạn gái chưa? Đọc lớn lên em. Bạn hãy nắm tay người đối diện và cảm nhận như thế nào? Dạ, cái này thì... Tại vì chương trình bắt em nắm. Nếu mà không bắt thì em không cho nắm à? Dạ, cũng có chứ. Cho ta lạnh hết. Anh lạnh, anh đang hồi hộp. Dạ. Anh thì thấy em ấm áp, anh ước gì cái sự ấm áp này nó mãi mãi sự ấm trái tim của anh à? Anh này nói chuyện ghê thiệt luôn á, tôi tưởng đâu dân làm giường á. Tại phiên em. Em hôm nay em chọn cái lá bài màu gì ta? Đỏ. Chọn hồng. Anh cũng theo em, tại vì anh luôn luôn đi theo một cái hướng với người mình thích. Hãy thể hiện biểu cảm đáng yêu nhất đi nào. Là anh á. Em. Ủa là anh chứ. Em á, hồi nãy cổ nắm tay em đúng không? Cổ đọc rồi cổ tự làm đúng không? Cổ đọc là cổ tự làm chứ. Thì bây giờ em tự đọc ngược, em tự làm lại. Cái này cũng khó đấy, tự nhiên. Khó, tao phải kêu làm, làm nhanh đi. Tao về em được. Cười à, cười ra được. Cười ra được rồi. Chứ bây giờ, thật sự cái đấy mà nam phải làm để người khác cười nó khó hơn nữ. Hôm nay tôi nghĩ là cũng đã cho hai bạn khá nhiều thời gian để tâm sự rồi. Bây giờ là đến lúc quan trọng nhất, chúng ta sẽ đưa ra cái quyết định của mình là có bấm nút hẹn hò với nhau hay không. Ví dụ em với bạn này mà đến được với nhau, sau này cái gì em có thể làm được. Bây giờ em xin hát một bài Là Nhớ Người Yêu đi. Rồi, mời em. Có nghĩa là hôm nay trở về là chắc chắn em sẽ nhớ bạn này rồi đó. Vì sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đông đầy trong lòng mặn.
Buổi chiều mình gặp nhau đây mà sao đêm nhớ như vậy, em hỡi em có hiểu có hay. Tình anh như núi cao biển rộng, gom bốn phương trời xây thành lũy. Điện trời nào mà không xanh thì xin em nhớ cho rằng tim vàng em chiếm cả đời anh. Rất là hay, khiêm tốn thôi, giọng rất dạ. là trầm ấm. Này dạ. chắc vừa trồng cà phê vừa ngồi hát cà phê nghe không? Dạ, nè. Chắc có vậy chị, đi làm mình buồn buồn cũng hát không nào vậy chị. Rồi, ok, bây giờ thì hai bạn hãy đặt tay vào nút bấm nha. 1 2 3. Hết thời gian. Tại sao em không bấm? Em có bấm á. Có bấm hả? Bấm sao không kêu, bấm lại là để tay vô lại giùm chị đi. Ơi, bạn gái yếu quá, làm bạn trai hú hồn. Dạ, làm em hết hồn. Nếu như lúc nãy cô ấy không bấm thì em nghĩ thì em nghĩ đó là cái duyên của mình nó chưa đến được với nhau thì cũng có thể là làm bạn với nhau. Thì tường là tôi nghĩ cô không bấm á, tại vì cái khoảng cách địa lý xa lắm. Dạ, em hiểu công việc của cô. Dạ, em cũng nghĩ như vậy. Phải thăm hỏi thường xuyên, điều đặn. Cái đó thì em ok rồi. Có cơ hội là phải cố gắng xuống thăm cổ và rút ngắn cái thời gian yêu nhau lại để chúng ta có thể về chung một nhà. Cố gắng lên nhé. Hôm nay là cái duyên dành cho hai bạn. Con đường phía trước của hai bạn còn xa lắm. Hãy cố gắng vun đắp ươm mầm cho cái tình yêu của mình. Rồi, cảm ơn hai bạn. Mời hai bạn về một phía. Rồi, nắm tay nhau đi hai bạn. Anh nắm tay em nhé. Một nụ hôn đầu tiên để kỷ niệm ngày đầu tiên chúng ta gặp nhau. Hôn em nha. Rất là dễ thương quý vị. Cặp đôi của ngày hôm nay đã đồng ý bấm nút hẹn hò với nhau. Chị Tường xin thay mặt chương trình gửi tặng hai bạn đây là những chiếc vé xem phim từ hệ thống rạp Cinebox 212 với 9 tháng. Nào bây giờ chuyện nào về quê? Chắc em phải ở lại đi chơi coi phim nha. Phim đúng rồi. Yeah. Chúc mừng hai bạn sẽ có một không gian thật lãng mạn trong rạp phim Cinebox. Chương trình được phát sóng vào khung giờ quen thuộc 10 giờ sáng thứ tư hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên xem và nhấn subscribe quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy nhớ ai làm gì mà khóc. Dạ. Trời ơi, gì sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Tự tin lên em ơi. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng tự tin lên để mà tham gia chương trình, có gì đâu mà phải sợ, phải khóc em. Các tôi xin chào quý vị, và Tường đang vào vị trí của mình rồi, đang ở nhà hàng Melson quý vị ạ. Và bây giờ thì bạn Nam đã ngồi nãy giờ, chà. Bữa nay tôi gặp Bạch Công Tử với Bạc Liêu lên nè. Để đi ra mời cô nương vào nha, đợi xíu nha cưng. Dạ. Yeah. Thẳng vô, đây, ghế đây rồi. Lên phía trước. Rồi, ổn định chỗ ngồi, mời hai bạn tháo mặt nạ ra. Mở cho. Trời ơi, đẹp gái quá hàng đẹp. Nay trai tài gái sắc gặp nhau rồi. Trời ơi, Bạch Công Tử ha, Bạc Liêu lên ha. Rồi, bây giờ Bạch Công Tử giới thiệu trước cho mình ở đâu nè. Dạ, em lời đầu tiên em cho em xin phép chào chị Cát Tường. Này không phải Bạc Liêu rồi. Chào quý vị khán giả và đặc biệt là chào bạn gái ở bên kia đại team. Em tên là Nguyễn Văn Nhi, em đến từ miền Trung, Quảng Trị. Hiện tại thì đang làm ở hướng dẫn viên và huấn luyện viên ở golf ở sân golf ở Cam Ranh. Wow, hèn chi phong độ dữ, dân chơi thể thao mà. Nhi hả, tên Nhi hả? Dạ. Yeah. Nhi là năm nay bao nhiêu cái xuân xanh? Em 37 rồi. 37 là sinh năm nhiêu cơ? Em 82. 82. Tham gia môn thể thao này bao lâu rồi mà giờ làm huấn luyện viên luôn, ghê vậy? Em tham gia gần 10 năm. Mà lúc đầu em vào thì cũng là một nhân viên bình thường thôi. Nhưng mà làm một thời gian thì em thấy đam mê cái môn này, bắt đầu em tập luyện. Em thích một người anh nói một câu rất là hay là bạn muốn thành công ở cái lĩnh vực nào đó thì bạn phải trở thành một thầy trong cái lĩnh vực đó. Và em cố gắng học và bây giờ em... Và vừa rồi em mới đi thi lại rồi. Rồi, vậy là quá hay rồi. Có biết chơi môn thể thao đó không em? Dạ. Thích chơi không em? Anh sẽ huấn luyện cho em, anh làm huấn luyện viên cho em. Anh này dễ thương lắm, tự tin, công việc, sự nghiệp ổn định. Rồi, giờ tới phiên mình giới thiệu thông tin của mình nè. Dạ, em chào chị Cát Tường ạ. Dạ, em chào anh Nhi và em chào tất cả mọi người ạ. Em tên là Hiền ạ. Em ở Bình Thuận. Bình Thuận? Dạ, hiện tại thì em đang ở Tân Phú. À, quê ở Bình Thuận thôi. Dạ đúng rồi. Hiện tại ở thành phố Hồ Chí Minh. Đang làm công việc gì? Dạ, em đang làm kế toán. Thế điểm mạnh, điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em thì làm việc rất là quyết đoán, đâu ra đó ạ. Và rất là cẩn thận ạ. Còn điểm yếu?
Điểm yếu của em thì đôi khi em cũng hơi nóng nảy, rồi với lại hay khóc. Ai làm gì mà khóc? Dạ. Khóc là khóc trong cuộc sống hay là khóc trong công việc hay là... Nói chung là cứ hay bị cái bực bội lên hay là cái gì đó nói mà không nghe hay gì đó. Mình nói người ta không nghe mình tức mình cũng khóc. Hay. Rồi ai nói gì mình không giữ ý mình cũng khóc. Hay. Ủa con biết tiếng Nhật hả? Đúng không? Trời ơi, vậy sắp khóc nữa, tôi hỏi thôi, tôi có làm gì đâu mà thấy muốn khóc vậy trời. Sao vậy? Vụ gì? Bữa nay tâm lý không ổn định hả? Dạ không có. Trời ơi, sao tự nhiên cô tôi mới hỏi mấy câu cô sắp khóc rồi kìa, giờ anh tính sao đây? Từ tiên lên em ơi. Cô vô, cô vũ, cô dài câu coi. Cô sợ nãy giờ cô đòi, cô bỏ về luôn á, thiệt á. Nãy giờ trước khi ghi hình là cô muốn về đó. Dạ. Thôi hai bạn tự nói chuyện nhau xíu đi, nhiều khi hơi trai nó khác tôi á. Làm sao có thể giữ lại cổ đi chứ, cổ muốn về rồi đó. Em ơi, cố gắng từ tiên lên để mà tham gia chương trình chứ có gì đâu mà phải sợ phải khóc em. Bữa nay biết đâu mình có thêm một người cùng đồng hành với mình trong cuộc sống. Vui lắm, một mình buồn lắm em. Đôi lúc cô đơn lắm, cởi mở lên, tự tin lên. Nha cưng nha. Rồi, tới phiên Nhi đi nè, điểm mạnh, điểm yếu của Nhi là cái gì? Điểm mạnh của em thì thẳng thắn, dễ hòa đồng, có năng khiếu về thể thao, bóng chuyền, đặc biệt là bóng chuyền với gôn. Và bóng chuyền với gôn. Em biết nấu ăn, ca hát cũng được. Hay quá. Thôi hát bài tặng bạn gái đi, bạn gái đang hồi hộp quá. Yeah. Thì em hát một đoạn trong bài Em yêu anh như yêu cô hò vì dặm để tặng bạn gái. Tình yêu em như sóng biển chiều hôm, đã trao anh dạt dào như biển cả, như vầng trăng sáng to giữa khơi xa, như hàng dương gió reo suốt bốn mùa. Em yêu ơi, thương em nhiều lắm đó, đừng đi xa như loài cá lang thang. Em yêu anh, em thương anh vẫn vả, giận thì giận mà thương cũng thật nhiều, giận thì giận mà thương lại càng thương. Hay quá trời ơi, đẹp trai cao ráo, chơi thể thao còn hát hay nữa, phụ nữ nào mà chịu nổi, anh này nói ế tôi cũng tin nè. Trải qua mấy mối tình rồi? Em có 2 mối tình, chưa học 12 xong em đi rồi thì có quen một người bạn, là lúc đó bạn đó học của em 2 lớp. Có đi bộ đội nữa? Dạ, em có đi bộ đội. Em đi bộ đội ra em mới học tiếp. Dạ. Cái mối tình đó thì sau khi em đi bộ đội về thì kiểu giống như em còn đi học nữa thì bạn đó chơi không được. Mối tình gần đây thì em quen bạn đó thì bạn còn mới có 20, hơn 20 tuổi. Mà tiếp vừa rồi thì bên hai bên gia đình cũng nói chung chứ bên bố mẹ em cũng nói là quá thưa chuyện bên gia đình bên bà đó, nhưng mà bà đó nói bạn còn nhỏ, bạn chưa nghĩ đến chuyện đó. Thì em cũng chủ động và em nói về thôi thì mình dừng lại. Có nghĩa là bây giờ thí dụ tìm được cái đối tượng phù hợp thì em mong muốn bao lâu nữa thì mình kết hôn là dạ, vừa? Trong vòng 6 tháng đến 1 năm. 6 tháng đến 1 năm thôi ha. Thế còn em, mình trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, từ trước giờ thì em trải qua 2 mối tình ạ. 2 mối tình? Dạ. Lý do sao chia tay, quen được bao lâu? Nhưng mà thật ra thì đã rất là lâu rồi ạ. Bây giờ thì mọi thứ cũng đâu vào đó hết rồi. Ai cũng có cuộc sống riêng hết rồi nên là em cũng không muốn nhắc lại nhiều quá về cái là bao lâu rồi? Rồi? Cái mối tình sau đó, sau cùng này nè, là cách đây bao lâu rồi? Dạ cũng 5 năm rồi đấy chị. 5 năm? Dạ. Nhưng mà mình cũng phải nhớ cái lý do tại sao mình chia tay chứ. Thì lúc đó thì đại khái là mình nói cái từ không hợp nhau đi cho nó nhẹ nhàng nhau vậy thôi. Cứ mỗi lần hết cái gì cái là không hợp nhau chia tay. Mình muốn hợp là nó hợp, mà mình muốn không hợp là dạ, không hợp. Tại vì mình sinh ra không có ai hợp ai hết trơn á. Mình thích hợp thì mình sẽ hợp. Dạ đúng. Mình phải thay đổi cho phù hợp. Mình đã không thích rồi cỡ nào nó cũng không hợp hết trơn á. Ha. Rồi suốt 5 năm qua lý do tại sao em không quen được ai? Dạ thì công việc nó cứ cuốn mình đi hết cái việc này đến việc kia và học tập làm việc như vậy thôi. Hiện tại bây giờ công việc em đã ổn định chưa? Hiện tại thì là em đang làm báo cáo thuế rồi ở nhà lãnh về nhà làm ạ. Có bao giờ em nghĩ là em sẽ lấy chồng ở xa chưa? Thì nếu mà người ta cho em đủ niềm tin thì em sẽ về. Đó, đó là cái câu mà chị thích nghe. Chứ còn thật sự á, tình yêu nó khó nói lắm. Dạ đúng á. Mình không có cái lập trình nào mà đưa ra trước kế hoạch hết á. Tại vì khi tình yêu nó tới nó sẽ thay đổi hết tất cả những kế hoạch trước đây của mình. Mẫu người bạn trai mà em đang tìm kiếm là người như thế nào? Em thích bạn trai tự tin, trung thực và sống tình cảm ạ. Về ngoại hình? Em thì thiện cảm với các bạn
ăn mặc chỉnh tề tí. Em không thích bạn nam mặc bụng bự. Không thích bụng bự. Rồi. Thế em mong muốn tìm một người bạn gái như thế nào? Yeah. Mẫu người bạn gái như thế nào? Một người bạn gái của em thì nó cũng nói chung là cũng cao thì cỡ 1m56 trở lên. Nói chung là hơi hiền tí, là một người về gia đình. Trong tình yêu thì chung thủy. Có cái về ngoại hình như thế nào không? Đây, tìm đi. Ảnh trong bốn anh đó là có một ảnh đó. Dạ hơi trắng tí, tóc dài thì tốt. Rồi đó, bốn cô đó kiếm cô đi. Trùng hợp quá ha, người nào cũng tấm hình bốn người hết trơn, một chọi bốn. Ráng kiếm trúng nha, kiếm trúng ai tôi gả người nấy luôn á. Khó ha em ha, bốn người sẵn sàng nhau phải không? Em có cái gợi ý gì cho cổ không? Tôi gợi ý em ở ngoài với trong hình khác nhau xa lắm luôn á. Chị nhìn mà chị không thấy luôn, chị không nhận ra em luôn. Rồi trong số bốn người đó thì anh ăn mặc hơi khá nổi đấy. Do ông có bốn ông đó, ông nào huấn luyện viên? Tại sao chọn anh đó? Em cứ đoán đoán vậy. Đoán đoán vậy thôi phải không? Rồi, hy vọng em đoán đúng. Hôm nay nhận ra chưa? Ai? Em nghĩ là người này. Rồi, giữ nguyên hiện trường. 1 2 3 mở cửa trái tim. Rồi xem coi mình chọn đúng hay sai. Không, anh này chụp hình không có giống trong ảnh chút nào. Sao em chọn đúng không? Em nghĩ là em chọn đúng. Em nghĩ em chọn đúng, và hình như bạn gái mới cắt tóc, tóc ở đây dài hơn đúng không? Dạ. Yeah. Mới cắt tóc. Anh đã chọn đúng em trong bốn cô gái đó, nhưng em thì không đúng. Biết ảnh là ai chưa? Trời ơi, sai nữa, đã sai càng thêm sai. Phạt double. Đây nè, nổi nhất cái nè, nhìn hình còn đón chật nữa. Ê, nó nghe nè, mà sao chơi thể thao mà bụng cũng có bự có bụng vậy? Cái đó là em thấy nó hơi nghịch lý ở cái môn thể thao này, là nó như vậy. Cái môn thể thao này em đi bộ quá trời luôn, em bụng nó nhỏ lại. Lý do? Môn nhỏ thì mình phải tập gym để hỗ trợ. Mà hiện giờ em có tập thể lực thêm không? Dạ em có. Tập thêm chứ, tôi thấy là cái bụng lúp lúp lại nha. Tôi nói trước rồi, cái bụng nó hơi lúp lúp rồi đó. Tướng cao ráo ngon lành. Rồi bên này giờ cô này đón chặt rồi, giờ tính sao đây? Thôi giờ trước tiên cũng tặng quà cho người ta trước đi, rồi mới phạt người ta sau nè. Dạ, rồi thì món quà này, cái này là món quà anh tự làm. Tự làm nữa hả? Anh mệt. Nói chung cùng em cũng được nhung nghe lắm. Anh tặng em cái này. Tại vì anh thấy cái này là cái tên nó rất là hay, là sống đời. Thì anh cũng muốn là trong cái vấn đề gì vậy, nó phải lâu dài. Dạ, trong cái chuyện hả? Tình cảm vậy đó, đó anh muốn tặng cho em cái này với cái ý nghĩa từ cái tên của nó là sống đời. Dạ em cảm ơn. Và em cũng tặng cho chị Cát Tường cái này hết mắt của em rồi. Trời ơi dễ thương quá. Bây giờ coi cái quà bạn gái trước coi, cái gì anh làm, cái gì anh tự làm kìa. Gì chơi thể thao mà còn tự làm đồ handmade nữa hả? Cái gì vậy em? Em thì cầm lên em không nhận ra cái gì không? Cái đó là gì em? À cái treo. Cái này em có thể là treo móc khóa hoặc là treo thường thường, nếu mà treo trước xe ô tô cũng đẹp. Không thì treo móc khóa. Đàn ông mà tự làm ghê thiệt ha. Tự làm là em tự làm cái dây tua tua này đúng không? Được, cái trái bóng này lúc trước đó nó nguyên tròn vậy, nhưng mà cái này em tự đục khoét vô. Rồi em làm ra cái này luôn. Rồi cảm ơn nha. Bạn gái là hơi rụt rè, hơi nhút nhát. Nhiệm vụ của em là làm sao mà tiếp cận được cổ nha, rồi nói chuyện sao cho nó hợp lý. Yeah. Vậy thì Tường sẽ mời hai bạn ăn trưa với nhau ha. Chương trình mình là hẹn ăn trưa, vừa ăn vừa trò chuyện với nhau. Rồi ít phút nữa thì Tường sẽ quay lại nói chuyện với hai bạn. Đây là món bò nướng lá lốt, một món thuần Việt vùng Nam Bộ. Bạn sẽ ngạc nhiên khi biết nguồn gốc của nó từ Thổ Nhĩ Kỳ. Wow, Tường cũng không biết thông tin này luôn nha quý vị. Và lan sang Đức và phát triển mạnh ở nhiều châu lục. Một món nhậu tuyệt hảo cùng với bia tươi. Rồi xin mời hai bạn thưởng thức món bò nướng lá lốt của nhà hàng nha. Yeah. Vừa ăn vừa trò chuyện tâm sự với nhau, làm sao cho cổ bớt rung bớt hồi hộp nha. Rồi nhớ hỏi chuyện tình yêu đồ, quan điểm tình yêu đồ luôn nha. Mạnh mẽ lên, tự tin lên, khỏi nói. Dạ, nhưng mà em ăn chay trường Em ăn chay hả? Hay. Chay trường luôn. Dạ. Hồi nãy em vừa về rụt ra và muốn khóc, coi vậy không là mấy chị đùa. Dạ, em hơi nhát ạ. Dạ. Thế anh em cảm nhận như thế nào? Cảm nhận về anh như thế nào? Ủa là anh từ Cam Ranh vô ạ? À đúng rồi, anh từ Cam Ranh vào. Anh từ Cam Ranh vô hồi nào ạ? Hồi tối anh bay vào ạ? Anh vào từ sáng hôm qua. Vậy là hiện tại anh đang ở nhà bạn hay là ở như thế nào? Trong này có chị gái của anh với em gái. Em có hay về quê không? Dạ, thỉnh thoảng ạ, một năm em về có vài lần. Trong cái vấn đề tình cảm thì theo em quan niệm em cần một người đàn ông như thế nào? Dạ, chân thành ạ.
Thành Thành. Dạ. Ngoài chơi thể thao ra và anh cũng rất là thích tìm hiểu về nấu ăn. Dạ, anh có thể ăn chay được không ạ? Anh ăn chay cũng được, tại vì giống như ở nhà mẹ anh cũng ăn chay. Dạ. Một tháng, nhưng mà mẹ ăn một tháng 4 ngày thôi. Dạ. Những ngày đó thì có thể là mẹ mua món chay về rồi ăn cả nhà luôn cũng được, cũng chẳng sao. Anh cũng nói chung ăn trong ăn uống anh cũng dễ lắm, không khó lắm. Vậy thì anh dùng đi ạ. Anh phải làm ăn chay trường vậy luôn hả? Em ăn chay trường xong có được không anh? Đương nhiên mà em ăn thì cái đó là quyền của em mà. Như vậy thì em đâu có làm được ăn gì cho anh ăn được đâu. Thì nói chung là em làm thì anh cũng có thể tự làm được. Ví dụ sau này mà hai người về ở với nhau mà ăn chay trường không thì anh cũng nếu như mà chắc anh phải tập thích nghi đấy. Tại vì ví dụ một tháng ăn khoảng 4 ngày thì anh ăn được. Đúng không? Nhưng mà giờ anh chơi trường rồi mà... Rồi hơi cá cố quá vậy? Ở ngoài tôi nghe, tôi định chút xíu mới vô mà tôi nghe cái đoạn ăn chay trường. Ủa ăn chay trường luôn hả em? Dạ. Ăn trường luôn. Trời ơi, rồi biết nấu ăn không cưng? Dạ em biết nấu. Rồi mai mốt rồi lấy vợ về mà vợ không có nấu cho ăn rồi. Không, vợ nấu thì em nấu được, nhưng mà vấn đề là nhiều lúc là... Nhưng mà ai nấy nấu hả? Một là mình ai nấy nấu mà không thì một mình em phải nấu hai phần. Trời ơi thương quá. Ủa mà lý do sao mình ăn chay luôn nhà cơ, ăn chay từ lúc nào, lâu chưa? Dạ chính thức ăn trường thì được một năm mấy rồi ạ. Ồ vậy là tốt. Dạ. Lắm. Cái mốt này vợ ăn chay riết rồi từ từ cho ảnh ăn tuần 2 ngày thôi em. Được không? Dạ. Thôi giờ cho hai bạn bốc vài lá bài nha, cho bạn nữ bốc trước đi. Mình tìm hiểu nhau một xíu kỹ hơn, đọc lớn yêu cầu trong đó và thực hiện. Hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác thôi. À, hãy yêu cầu bạn nam tập một vài động tác gồm có đem đồ nghề theo không? Hồi sáng đi cùng vội nữa, mong mang đi. Nhưng mà bây giờ anh có thể mô phỏng được. Rồi, đúng lên. Huấn luận viên đó nha. Bây giờ là cái này là yêu cầu em tự tập hay là sao là dạy cho bạn gái? À trời ơi, có dạy cho bạn gái luôn ha. Em tập trước đi, là chị cho em dạy cho cổ luôn. Đây là cái động tác đánh gôn cơ bản. Ủa sao tôi thấy eo cũng như vận chuyển mà ta sao bụng mẫn bự ta? Đó là mình đánh những cái kỹ thuật đánh xa, đánh long game. Khi mà mình đánh trên một cái vật bằng người ta gọi là green thì mình sẽ có kỹ thuật butter. Nhưng mà hôm nay mình không mang cái bớt đi. Và mình sẽ dùng cái bớt để mình gạt nhẹ cho nó vào lỗ. Bay thẳng không? Kỹ thuật này thì trong môn golf thì mình chỉ đánh bằng vai và không đánh nhiều bằng tay. Dạ. Không đánh nhiều bằng tay. Bạn nữ ra làm thử động tác cho bạn nữ. Ra ảnh chỉ cho động tác coi. Dạ được ạ. Rồi bây giờ mời em đọc lớn yêu cầu trong đó lên. Bạn nữ thử cảm giác nắm tay bạn nam. Em hãy nắm tay bạn nam rồi em nói lên cái cảm giác của mình, cảm xúc của mình. Em đứng lên đi em. Cho người ta qua nắm tay hay là em qua bển luôn đi. Dạ thôi được ạ. Hay là em đưa dạ, qua đứng đây. Được ạ. Đúng rồi. Dạ đứng được ạ. Nắm tay chứ không phải bắt tay. Nắm tay 30 giây rồi nói cảm nhận của mình. Nắm không còn nhịp chi vậy? Dạ được rồi. Rồi. Rồi cảm nhận như thế nào? Em thấy bàn tay của ảnh ra mồ hôi. Rồi em không biết ạ. Bà sắp khóc nữa rồi đó. Kêu nói bà sắp khóc nữa rồi đó. Sao không biết mình nắm tay người ta mình phải thấy cái tay đàn ông nó khác tay đàn bà chứ. Đúng không? Nắm tay trai nó có điện chạy qua hay không? Trai sần sùi hay khô ráp? Hay là nắm tay mà vô cảm không có cảm xúc gì? Thí dụ vậy. Em không biết đâu. Em không biết là em không nói được hay là em không có cảm xúc. Hai cái nó khác nhau. Không có cảm xúc là khác. Mà có cảm xúc mà không nói ra được bằng lời nó khác. Tại vì em không có nói xạo được á. Thì em đâu ai kêu em nói xạo đâu. Em có sao em nói vậy chứ ai kêu em nói xạo. Thì chị nói nếu em không có cảm xúc thì em nó không có cảm em xúc. Em chỉ biết là... Cái tay anh đổ mồ hôi. Dạ đúng rồi. Vậy em thôi. Biết cái tay anh đổ mồ hôi chắc anh cũng hồi hộp chị ạ. Tay em có đổ mồ hôi không? Dạ không ạ. Thế thì còn cuốn cổ một cái coi. Vậy lúc cổ nắm tay em thì em cảm thấy như thế nào? Dạ, thấy có vẻ như cái nhiệt độ của bạn ấy không nóng bằng em. Em thấy bên tay của bạn mát. Tay bạn nó mát, tay em nóng. Yeah. Vậy là nắm tay chỉ để đo nhiệt độ thôi, chứ nắm tay không nói lên được cảm xúc thôi quý vị. Thôi thì bây giờ cuộc vui nào rồi cũng tàn, phải đến lúc kết cuộc chứ không lẽ giờ mình chạy hoài thi đấu cũng phải dừng đúng không ạ? Bây giờ hai bạn hãy nhìn thẳng vào nhau, 30 giây cuối cùng. Mỗi người nói lên một câu nữa thôi. Cảm xúc của mình ngày hôm nay khi tham gia chương trình. Hiện tại mình cảm thấy như thế nào, hoặc là mình cảm nhận về đối phương như thế nào. Mời em trai nói trước, hãy nhìn nhau 30 giây rồi nói.
Anh thấy em rất là hiền và gần như là hơn cả chiều hiền nữa. Hôm nay mà đến tham gia chương trình nên là rất là vui được quen biết và gặp gỡ em. Nếu như mà có thể thì anh em có thể là cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn. Mời bạn gái. Hôm nay đến đây thì em cũng cảm ơn anh. Vì thật ra là gặp nhau cũng đã là cái duyên rồi. Thì đâu đó thì em không biết như thế nào, nhưng mà em chỉ biết là em cảm ơn anh nhiều ạ. Thì ngày hôm nay chương trình chỉ là bản thân chị Tường chỉ tạo cho hai em một cơ hội để gặp nhau thôi. Còn cái quyền quyết định là ở hai bạn. Bạn trai cũng vượt ngàn dặm xa xôi đến đây ha. Cho nên bạn gái nói lời cảm ơn mình là cũng đúng rồi. Thế thì bây giờ còn đi được với nhau cái đoạn đường nào nữa hay không là quyết định của hai bạn. Mời hai bạn đặt tay vào nút bấm này. Nhưng mà cái nút bấm này là nút bấm để kết duyên, nút bấm để mà trở thành một cặp đôi hẹn hò, không phải nút bấm để kết bạn. Nếu chúng ta cảm thấy thật sự rung động và có cảm xúc với đối phương thì chúng ta mới bấm nha. Hãy suy nghĩ thật kỹ, đặt tay vào nút bấm nha hai bạn. Nhắm mắt lại nha. Sau 3 tiếng đếm của chị Tường, hãy đưa ra quyết định của mình và phải chịu trách nhiệm với điều đó. 1 2 3 Hết thời gian. Sao bạn gái không bấm? Vì em nghĩ là mình không bấm thì sẽ cho anh rất là nhiều cơ hội tốt hơn sau này. Em cảm ơn anh nhiều ạ. Thế tại sao em trai lại không bấm? Em bây giờ em muốn ở quen một người nào có thể là có nhiều thời gian để giống như hiện bạn hiện đấy, thì em cần có nhiều thời gian hơn nữa, tại vì bạn rất là rụt rè và nói chung là cần có người để ở bên cạnh nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ em ở ngoài đó một tháng và một lần thì không đủ thời gian để mà chăm sóc cho bạn. Thật ra thì chị rất là đồng cảm với hai bạn. Chị thấy nếu mà bỏ ra cái việc khoảng cách về địa lý thì chị nghĩ là hai bạn cũng khá là đẹp đôi với nhau. Thì Tường rất là tiếc ngày hôm nay. Thôi mời hai bạn đứng lên. Tường rất là tiếc vì chị thấy đây là một cặp đôi mà nhìn bên ngoài hoàn toàn mọi thứ rất là ok, hợp nhau rồi, nhưng mà cuối cùng cũng không vượt qua được một số những khó khăn ở phía trước. Thì vậy là có cái duyên gặp mặt nhưng mà cũng chưa có cái duyên để đến được với nhau. Chị Tường cũng mong là hai bạn đừng buồn và có thể chúc cho hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha. Đặc biệt là em gái, đôi lúc mình cũng phải tự tin lên một chút xíu, dạn dĩ hơn một chút xíu để cho mình một cái cơ hội, cho nên tự tin hơn. Dạ, mở lòng ra hơn nha. Cảm ơn chị. Ok, còn bạn trai thì chị nghĩ rằng trời ơi, hết cái số này phát sóng chắc nhiều cô gái sẽ gọi cho chương trình để tìm em quá. Một bạn trai rất là dễ thương. Rồi Tường cũng hy vọng là em cũng sẽ sớm tìm được một nửa của mình nha, phù hợp với hoàn cảnh của mình hơn. Rồi, cảm ơn các bạn đã tham gia chương trình. Bây giờ thì cũng cảm ơn quý vị khán giả đã cùng đồng hành với các Tường trong chương trình Hẹn Ăn Trưa. Chúng ta sẽ gặp lại vào lúc 12 giờ thứ hai, thứ tư, thứ sáu hàng tuần trên kênh MyTV quý vị nhé. Chúng ta sẽ gặp nhau vào thứ ba, thứ năm, thứ bảy hàng tuần trên kênh YouTube MCD Media. Và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Còn bây giờ các Tường xin chào và hẹn gặp lại.